Xin chào tất cả anh em. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến anh em một con đài CD radio rất là hay đến từ thương hiệu của Colombia. Có tên mã là 610. Một con đài rất là đẹp, có một cái thiết kế loa kèn ở phía bên trên và có hai cái loa toàn dài lắp ở phía dưới. Con này như anh em thấy thì là nó chơi radio. Đây, radio làm phía trên này và phía dưới này nó là cái phần CD. Con này nó sử dụng 3 loa, một loa kèn và hai cái loa bass toàn giải nằm ở phía dưới. Như ở đây thì em đang chơi cái loa toàn giải ở dưới này, hai cái loa toàn giải ở dưới. Ở đâu anh em muốn nghe cái loa kèn ở phía trên thì nào nó sẽ có một cái nút ở đây. Chúng ta có thể bấm vào đây thì là nó sẽ phát ra loa kèn. Loa kèn này thì nó được làm bằng nhựa và mạ vàng. Có một thiết kế rất là hay. Cái tiếng của nó kiểu dạng tiếng mono ấy anh em. Khi mà chúng ta nghe đài hoặc là khi mà trong phòng ngủ nhỏ thì nghe rất là tốt. Và khi chúng ta muốn nghe to hơn, nghe loa thì chúng ta bấm vào đây. Rất là tiện và hay. Ở phía này thì nó toàn tiếng Nhật thôi. Hàng này hàng nó xuất Nhật, chạy điện 100. Thì ở đây nó là nút open này. Đây là nút tắt này và đây là nút mở, đây là nút qua bài. Chúng ta nhấn cái thì ở đây nó sẽ qua bài. Đó. Còn đâu ở phía trên này thì là nó có 3 cái nút. Có một cái nút thì nó sẽ chỉnh được CD, FM và AM. Đấy. Con này hàng về thì còn rất là đẹp, cái màu sơn của nó còn rất là tốt. Nói chung là hàng đã qua sử dụng và là hàng nội địa thì nó không thể nào mà tránh khỏi những cái vết mà giống như thế này được. Nhưng mà nhìn được như thế này là đẹp lắm rồi. Con này rất là đẹp như anh em thấy. Gắn bó đôi lời ta quen nhau một ngày. Bây giờ em sẽ tắt nó đi, em chuyển sang cái thằng FM, thằng AM trước. Có cơ hội tiếp cần học chính quy trên toàn quốc. Số cơ sở đạt tiêu chuẩn giảng dạy chỉ khoảng 20 cơ sở. Trong khi đó trên thế giới nhiều công nghệ đã được phát triển, những ví dụ nổi bật. AM thì chúng ta bắt được ở hai kênh. Giờ nhảy sang này thằng FM, con này thì FM 90 nha các bác. Cơ quan công an nơi xảy ra vụ việc để đề nghị điều tra khởi tố vụ án. Khi đến cơ quan công an, người bị hại cần cung cấp thêm hình ảnh. Còn người hậu vô nhân tạo, khi định đang bắt được. Cái này là bước 6 nó 90. Mô hình online đào tạo sinh viên mù lấy chứng chỉ vi tính này. Đồng thời dự án sẽ mang đến các chương trình học online này, và xây dựng câu lạc bộ công nghệ cho người mù trên cả nước. Bà Lê Hoàng Uyên Vi, đại diện Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Công nghệ cho Người Mù chia sẻ, công nghệ đã và đang thay đổi cuộc sống của người mù. Với máy tính, smartphone và internet, người mù có thể được tiếp cận kiến thức một cách không gian hạn. Với sự chung tay hỗ trợ từ cộng đồng.